kính gửi đến ban giám khảo, ban tổ chức, quý thầy cô cùng toàn thể các bạn sinh viên là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Trong thời gian qua, tai nạn giao thông đã xảy ra rất nhiều ở khắp nơi, từ tỉnh thành đến cả những vùng nông thôn. Đó cũng đang là vấn đề nhất nhối hiện nay. Sau đây em xin thay mặt đoàn khoa xin gửi đến tiểu phẩm Đừng Xin Đường Như Tôi do tập thể sinh viên các khoa biểu diễn, và sau đây tiểu phẩm xin được phép bắt đầu. Để tao nghe điện thoại cái em ơi. Alo, Phong hả? Alo, Phong nghe, đang nhậu nè, có gì không, nói lẹ đi. Trời ơi, nhậu kìa, quay ướt mi đi với. Buồn dạ. Chết luôn á. Trời, biết nhậu không mà đầu quá. Trời, mày phải hỏi mày cái quán đó còn rượu cho tao uống không á. Rồi, thay đồ lẹ đi, 10 phút nữa tao qua tới luôn á. 10 phút là hết tiểu phẩm luôn đó ba, qua lẹ dùm cái nha. Uống liền rồi đi mày. Quay 10 phút nữa chắc liệt cái tay luôn. Buồn quá. Đứa bạn gái cái tao qua liền. Ừ, ăn mặc như hết ghê em ơi. Dạ không. Lên xe nè em. Lẹ nha. Đấy rồi nè, vô em. Chào chào. Bạn gái thôi nè. Đẹp gái ba. Vô vụ đi. Vụ vô đi nè. Vô xem thơm đi lên chân 2. Thôi uống đi, mới uống rồi, xịn lắm rồi. Xem thơm đi, tinh thiện tăng 2 luôn nha. Chú ơi, cho cái bill. Gì 300 ngàn như vậy? Quán chị là rẻ nhất rồi đó mấy đứa ơi. Cho tiền đi mấy đứa ơi. Nhây quá à. Mấy đứa nhây rồi. Còn nhiều khỏi hỏi luôn. Rồi, cảm ơn, lần sau nhớ ủng hộ mấy chị nha. Rồi. Chăm có lần sau quá. Chọn chị mấy đứa. Chọn lẹ. Lên phường hết cho tôi. Lên phường. Dạ, anh ơi, chị anh. Gì vậy? Tôi đã bảo bao nhiêu lần. Cái gì? Cứ bán lấn chiếm vỉa hè như vậy. Làm sao mọi người đi được? Em đâu có bán lấn chiếm vỉa hè đâu, em bán đúng mà. Không có, em không có bán. Đừng có biện minh, đừng có cãi. Chứ nhiều vậy, người đi bộ sẽ đi đâu, không lẽ xuống đường đi. Cái này tới 6 người nói chuyện. Dạ không có, em không có bán vậy. Hai bóng bên đây, hai bóng bên kia. Dạ, rồi em biết rồi, em không xin lỗi biết, anh. Em không làm vậy đó đâu, lần sau em hứa là em không làm gì nữa, em xin lỗi anh cứ nha. Vậy vậy. Em xin lỗi anh mà. Không có xin lỗi, nha. Bây giờ dạ, em tôi lên phường. Em hứa mà, em không làm gì đâu. Anh ơi, em hứa mà, em xin lỗi anh ơi. À, hôm nay á, tụi mình đi làm gì trễ vậy á, rồi mai có bạn có đi làm nổi không vậy? Nổi mà, còn trẻ thì phải cố gắng chứ không, chứ cứ ù lì như vậy hoài cũng đâu có tốt được đâu. Hay quá ha, nhưng thầy mà nghĩ đời của chứ thầy đâu có quay. Đứa thì chăm học thì lại không đủ điều kiện, còn những đứa nhà lắm tiền nhiều của lại lo ăn chơi, đúng là biết cuộc đời mà ha. Ờ, thì như vậy mới gọi là xã hội chứ không, có khó khăn thì con người ta mới biết phấn đấu còn biết được chứ. Đợi đi Như, tôi mà để dành đủ tiền á, tôi mua xe máy, tôi sẽ chở bà đi học hoài luôn. Đến khi nào bà có người yêu á, tôi mới nghỉ chở. Mẹ ơi, nghe em nói rồi tôi thấy ham luôn vậy. Thiệt không? Thiệt á. Ham có người yêu. Ê, hai đứa kia đi dạo hả?
tình tứ quá ha. Có đâu ông ơi, tụi tôi đi làm về đó chứ có mà sung sướng được đi chơi nhau đâu. Ừ mà nè, mai kiểm tra đó nhớ đi học đó nha. Ơi tưởng gì mời kiểm tra hả, có đứa làm giùm mời. Ủa sao hôm nay hai bạn về sớm gì vậy? Bộ hết sạch tiền hả? Trời, nghĩ gì sao mà tụi này hết tiền nha. Xin lỗi nha, tiền xài hoài không hết luôn. Chỉ là tôi nhớ Tuấn á. Thôi đi Mi à, tha cho Tuấn đi. Xỉn rồi á thì lượn về nhà mà ngủ. Cứ lạng lạng ngoài đường á thì có ngày. Tuấn này, mà nè hai bạn có biết là chạy xe trong tình trạng xe xỉn như thế này là rất nguy hiểm hay không? Hai bạn té thì không sao, mà lỡ hai bạn đụng trúng người ta rồi sao? Nó đúng. Chuyện đó có gì đâu, tai nạn chung thôi chứ có gì đâu. Bạn nói vậy sao được, bộ bạn không có đọc thống kê hả? Theo thống kê thì trung bình mỗi ngày có khoảng 30 người chết và 70 người bị thương á. Còn trong năm 2015 thì có khoảng 8.700 người chết và hơn 21.000 người bị thương đó. Bộ bạn thấy vậy mà hai bạn không sợ hả? Là vì phải sợ. Thôi đi Như à, người ta đã không nghe thì thôi. Đúng là ông bà ta có câu nước đổ lá môn. Vậy một đứa thì đứng đó là nước đổ lá môn, còn đứa kia thì đưa một đống số liệu ra. Muốn chùa tụi này hả? Không đúng hả? Nhưng mà tụi tôi cũng không có ý gì đâu, chỉ là tụi tôi nhắc hai bạn thôi à. Tôi không cùng đẳng cấp nói chuyện không được, đi không? Vậy thì bé đi cho không khí trong lành, lên xe em. Đi đó. Đi không? Chúc hai bạn thượng lộ bình an, hạ lộ bo ca. Alo, em biết rồi, em lại liền. Ông nó đi về với mưa gió rồi. Gì mà làm chết? Mới bây giờ mập cứng à? Mà thôi Phan, đợi ta một chút. Thú quyền trưởng vô. Như nếp chứ. Gì anh giỡn hả? Thôi, không giỡn với các người nữa. Đi theo ta. Đi đâu? Đi đâu? Đi về cõi chết. Đùa. Ở đây là thằng Giang mà chết gì? Chắc ngươi quên rồi sao? Chắc ngươi say xỉn chạy xe lạng lách. Chắc ngươi tâm của điện nó chết rồi cưng à. Ủa vậy là mình chết hả? Chứ có gì nữa. Đi, đi theo ta. Đi. Con chết mắc tội gì mà con phải đi theo ông? Trời, các ngươi hỏi các ngươi mắc tội gì à? Chính các ngươi đã gây ra tai nạn giao thông. Chính các ngươi làm cho người đi đường phải lo sợ mỗi khi ra đường. Các ngươi có biết không, tai nạn giao thông gây ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người, làm cho xã hội trở nên đi xuống, làm ảnh hưởng đến nền kinh tế xã hội. Các ngươi có biết rằng tai nạn giao thông nó nguy hại như thế nào, nó đảm cướp mất thầy mỗi tai lướt là thầy tắt luôn rồi ý quay luôn. Nó làm cho cha xa con, vợ phải xa chồng, gia đình ly tán, mọi người mỗi nơi. Các ngươi có biết tai nạn qua hậu quả của tai nạn giao thông không? Dạ con còn trẻ con chưa biết à. Chính các ngươi, tai nạn giao thông nó xảy ra như thế mà các ngươi không biết thay đổi. Các ngươi muốn lún sâu, vậy thôi, đi theo ta sẽ cho các ngươi lãnh đủ. Đi đâu, xin ông hãy tha lỗi cho con. Tha cho con đi, con biết rồi. Con hứa, từ đây con sẽ không vi phạm luật giao thông nữa. Con bước xa cơ là ngàn nhớ con không vi phạm mà con còn tiên triền cho mọi người, sẽ không như con nữa. Tuổi đời cho con cơ hội đi. Ta mong rằng các ngươi phải thực hiện tốt an toàn giao thông, sống tốt để gia đình các ngươi đừng ai có lo sợ. Thôi, ta tha mạng cho các ngươi đó, các ngươi đi biết. Tỉnh dậy. Ê Tuấn, chuyện ai mà giống như Mi với Phong đang nằm gà đâu ra coi thử thôi. Đúng rồi đó, ta hay giống nó lắm á. Ê Mi, Phong ơi. Mi ơi, tỉnh dậy Mi ơi. Ủa? Dậy, Mi ơi. Đây là đâu nữa vậy? Phong ơi, mình còn sống, Phong ơi. Mình
chết tao mà. Như ơi, cảm ơn Như. Không có gì đâu, mày biết lỗi rồi. Mày hứa là từ đây về sau mày sẽ không lái xe hoặc là không tụ tập để uống rượu bia say xỉn và gây tai nạn giao thông nữa. Những lời mày nói rất là bổ ích. Và mày biết sợ luôn. Người ở dưới, đừng ai như mày và Phong. Hay là một tấm hai bạn nhận ra là tốt rồi. Hay là những người tuân thủ tốt được đó không? Để bảo vệ mạng sống của mình và mạng sống của mọi người xung quanh. Như các bạn thấy đấy, tai nạn giao thông không chỉ cướp đi tính mạng con người mà còn làm mất đi cuộc sống hạnh phúc của hàng ngàn con người. Hậu quả về tai nạn giao thông là rất lớn. Vậy nên mỗi người trong chúng ta hãy lái xe bằng cả trái tim. Vì ở nơi gọi là nhà còn có ba mẹ, có anh chị em, có anh chị em đang chờ đợi chúng ta trở về. Bạn hay bất kỳ một ai không có quyền cướp đi mạng sống của người khác. Cuối lời em xin thay mặt ba đoàn khoa kính chúc ban giám khảo, quý thầy cô cùng tất cả các bạn sinh viên một lời chúc sức khỏe và lời chào. Chúc hội kỳ thi thành công tốt đẹp. Uống thi.